trước tình trạng một số tổ chức cá nhân lợi dụng không gian mạng xã hội đăng tải thông tin, quảng cáo, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế, ngăn chặn, xử lý các website có dấu hiệu thông tin, quảng cáo, mua bán hóa đơn trên không gian mạng. Ngành thuế đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ ngày 21 tháng 4 năm 2022. Việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước là nhu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch trong xu thế toàn cầu hóa, hiện đại hóa hiện nay. Tuy nhiên, thời gian qua có hiện tượng một số doanh nghiệp, tổ chức cá nhân lợi dụng không gian mạng xã hội, sử dụng công nghệ đăng tải thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý các website có dấu hiệu thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn trên không gian mạng. Trong mấy ngày qua, Đắk Lắk diễn ra tình trạng nắng nóng gay gắt và đây cũng là nguyên nhân được xác định làm hàng chục tấn cá nuôi trong lồng bè chết mỗi ngày trên sông Serepok, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều trang trại nuôi cá nơi đây. Ghi nhận trên đoạn sông Serepok dài khoảng 5 km tại xã Ena và Buôn Chóa giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, có gần 20 hộ gia đình và trang trại nuôi cá trên lồng bè, mỗi ngày nơi đây có hàng chục tấn cá chết. Nguyên nhân được các chủ trang trại nuôi cá xác nhận là do nắng nóng gay gắt kéo dài trong mấy ngày qua. Mực nước sông Serepok xuống thấp gây nên thiếu oxy trong nước làm cá chết. Ngành chức năng của huyện Krông Anna cũng đã thông báo kết quả quan trắc ở khu vực này. Nhiều chỉ số vượt quá ngưỡng cho phép, đồng thời cảnh báo trong những ngày tới, thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn khắc nghiệt hơn. Trong những ngày qua, thì Hà Nội cũng đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm đầu mùa hè, đặc biệt là vào ngày hôm qua khi mà nhiệt độ bên ngoài trời lên đến là hơn 40 độ C. Nắng nóng cũng đã khiến cho cuộc sống sinh hoạt và công việc của nhiều người dân bị ảnh hưởng. Đây là những hình ảnh thường thấy khi ra ngoài đường trong những ngày này. Áo chống nắng, mũ chống nắng, kính râm, găng tay, tất cả đều được áp dụng triệt để nhằm hạn chế nắng nóng và tia UV có hại tác động đến cơ thể. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến những người đi xe máy nhanh chóng chọn bóng cây để dừng đèn đỏ. Phải xảy ra đường vào cái thời gian này đúng là bất đắc dĩ rồi. Nóng lắm ạ. Cảm thấy là không thể yêu thương được ạ. Nó quá cực hình ấy ạ. Rất là oi nóng. Đến mức mà em cảm thấy là ra đường như kiểu như là ra nó đốt vậy. Phố đi bộ Hồ Gươm thường rất đông đúc nhộn nhịp vào những dịp lễ hay ngày cuối tuần. Tuy nhiên dù thời tiết chiều nay đã hạ nhiệt so với hôm qua, thế nhưng nơi đây vẫn vắng vẻ. Ngày hôm qua thì tôi có dự định là đi ra ngoài đi chơi, đi lên phố chơi một chút. Nhưng mà ra đến ngoài cửa thì thấy trời nắng nó hừng hực vào người. Là phải đi vào nhà luôn. Thì hôm nay thấy đỡ hơn một chút thì mới đi ra ngoài này ngồi. Nhưng mà thật ra ngồi ngoài này một lúc cũng thấy rất là nóng, mồ hôi toát ra ướt cả lưng rồi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 5 này sẽ còn khoảng từ 2 đến 3 đợt nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, những tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Bên cạnh đó, sự chuyển pha từ La Nina sang El Nino sẽ chi phối đến các tác động thời tiết ở nước ta. Nắng nóng của năm 2023 sẽ xuất hiện nhiều hơn và có khả năng khắc nghiệt hơn so với năm 2022. Và theo như nhận định của chúng tôi, ngưỡng nhiệt độ tối cao lớn nhất của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hà Nội, để đạt được ngưỡng từ 39-41 độ, một số nơi có thể cao hơn, đặc biệt ở trong các cái khu vực nội thành. Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng mạnh nhất của tháng 5 năm 2023. Sau đợt nắng nóng này, Bắc Bộ và miền Trung liên tục có mưa dông nên trời mát mẻ. Thưa quý vị, sau khi mà EVN công bố tăng giá bán lẻ điện bình quân, thì Bộ Công Thương cũng đã ban hành quyết định số 1062 về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân vẫn được chia làm 6 bậc, với mức thấp nhất là 1.728 đồng 1 kWh và cao nhất là 3.015 đồng trên 1 kWh. Tuy nhiên, thì giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với các hộ dùng từ bậc 4 sẽ có chênh lệch khá rõ với giá cũ. Điều này được đánh giá là gây tâm lý lo ngại đến người dân và doanh nghiệp. Với mức tăng 3%, EVN sẽ giảm lỗ 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tăng giá điện chỉ là một trong các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn tài chính của tập đoàn điện lực. Việc tăng giá điện 3% là một cái mang tính chất tác động tối thiểu. Tuy nhiên, nó cũng đã góp phần một phần nào
cho cái việc mà giảm thiểu cái khó khăn tài chính cho EVN. Sau khi giá bán lẻ điện bình quân thêm 3% lên mức trên 1.920 đồng một kWh, thì số tiền điện bình quân phải chi thêm của 25 triệu hộ tiêu dùng khoảng 12.000 đồng mỗi tháng. Trong đó, nếu hộ tiêu dùng 50 kWh một tháng phải chi thêm 2.550 đồng, nếu hộ tiêu dùng 400 kWh một tháng phải chi thêm 35.600 đồng một tháng. Theo tính toán của chúng tôi thì nếu tăng 3% thì tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng 0,099% vòng 1 trực tiếp. Thế còn vòng 2 tác động thì tăng khoảng 0,18%. Thế còn nếu mà tính tác động tới giá thành các ngành sản xuất mà dùng điện nhiều thì ví dụ như là sản xuất thép thì giá thành tăng khoảng 0,18%. Giá thành xi măng tăng khoảng 0,45% và giá thành sản xuất giấy tăng khoảng 0,4%. Trong những tháng nắng nóng, thông thường tiền điện tiêu thụ thường tăng nhiều hơn tháng bình thường gấp 2 lần. Do đó tiền điện tăng mạnh là không tránh khỏi, kể cả lúc giá điện chưa tăng. Đây cũng là một áp lực lớn cho người dân vào dịp này. Vì vậy, giải pháp quan trọng nhất là phải có phương án sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.